chào thế giới. Hả? Đã đến với kênh của Nguyễn Hải. Chị cho gọn mày, có không? Vô anh em. Vô đây nhanh đi. Nhanh đi chứ đó chứ thèm quá. Vô đây, cái ghế đây, vô đây. Tập tập bộ ở nhà, vợ cưng không cho cưng ăn hả mình? Đừng nói bụng ta ra bụng người nha. Đừng xin bụng ta bụng người nghe, tôi nặng cái bụng bụng đi nè. Tao, tao. Hello, chào thế giới. Đã đến kênh của Nguyễn Hải. Chào cả bạn đến kênh Nguyễn Hải nha. Thì hôm nay anh em mình tập trung ở đây để chụp một tấm ảnh lưu niệm. Thưa quý vị, một thanh niên vì ăn chơi lêu lỏng cùng bạn bè thiếu tiền nên đã bán chiếc điện thoại iPhone Pro Max mà cha mẹ mua cho với giá là 15 triệu đồng. Nhưng không biết làm cách nào để nói với gia đình về việc này nên đã đến công an trình báo mình bị cướp để tăng độ tin cậy trong lòng phụ huynh. Để con trai bà bán bánh 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 mì, lo 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 cho em, đừng lo 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 gì, mà lo 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 về đi. Máy chạy bằng cái tập trung lại đi mày. Thì mấy bạn nhìn trên cái màn hình đó, nhìn trên màn hình TV của bạn đang xem á là mấy bạn. Hỏi cái gì nữa? Đã đang nói chuyện mình cắt quãng hoài. Các bạn tập trung ở đây á là chơi trên màn hình á. Các bạn nhìn trên màn hình á thì các bạn biết thiếu ai đúng không các bạn? Thiếu hai, thiếu ba lần. Là các bạn biết cho ai rồi? Cho anh Hải. Tại vì nghĩa bữa nay nó bị quánh quá, bị quánh chạy mất tiêu. Biết thiếu thằng nào nữa không? Bà nội cha mày. Thiếu thằng Quy. Thằng Quy lính như vậy mà. Hải. Ủa? Trời ơi. Chẳng có nói đây nghĩ cho anh luôn đi mà. Khốn nạn. Khốn nạn. Khốn kiếp luôn. Dùng đồ thứ khốn khổ. Bỏ mày có mày, mày có số mà số cổ Hải rồi. Vậy? Rồi mày có số Hải rồi mày điện. Chào anh Polo. Chào anh Bùi Trần Kiếp cái gì nữa. Thôi trả lại. Chào anh Đầu Bùi. Thôi. Mày bấm vô cái thử đây. Tao cho mày 10 ngàn đó. Thôi mày để thứ đây. Làm gì? Mày để thứ đây. Rồi sao? Cứ làm vậy đi, rồi, đi. Vậy rồi đó, rồi bây giờ anh em mình sẽ kiếm cái chỗ mà điện Hải xuống. Xong rồi cho nãy à. Cứ theo đi à, không mở. Vậy cho không? Mấy ông ngay cho ông chơi ép xe bộ tôi. Chơi đi, dạ. Cho anh mày luôn. Bộ mày mấy ký. Bộ mày mấy cục. Mẹ mày, mày đừng có trang hộp. Bây giờ nào bộ nước nào? Đi anh ơi. Nào bộ nước nào? Mày quánh gió tỉnh vô bên. Quánh gió tỉnh. Mà quánh không ngừng luôn á. Rồi đấm bóp, đấm tỉnh liền. Ngoại ngồi ơi. Nổi quá giờ. Khùng này chở là chở quánh dữ tỉnh đó trời. Cái này chơi ép sàn ní tụi bạn. Anh đừng có cứng quá đi. Anh đừng có cứng quá. Cái mặt mày phái, mặt mày cười, mày đi mát không? Giả vô bạn nào bộ như nào. Giờ mày bộ với ai? Cũng bộ với ai chứ. Anh đừng có cứng quá đi. Cái nào mạnh, cái nào đi giờ đi. Anh đừng có cứng. Nghỉ chơi luôn đi. Đây là mấy bạn đi dưới nè. Rồi đi dưới nha mấy bạn. Mấy bạn đợi tắt cam mấy mình bàn công việc xong rồi đặt cam rồi lại tới chỗ rồi mấy bạn theo dõi nha. Đi với mấy bạn ơi. Đây. Ê điện cho anh bài chiều. Tới nãy bộ về nha. Con trai bà bán bánh mì. Ờ mấy ông có rồi. Nãy bộ gần chết luôn. Đừng xem cô. Đây bên dưới à. Bằng bà. Quân thầy chung lây mít rèn. An giang. Trời đất ơi là trời. Tôi đang là cầm dơ. Quỷ đó qua đây nè. Qua đây với mấy chị nè. Qua đây với cô chú. Qua đây chơi nè. Qua đây với mẹ nè con. Thì tới chương trình đó là anh em mình sẽ thúc đây nha các bạn. Tới chơi chứ anh em mình sẽ giống cam. Và dân gì, dân thiên la đi dọc. Đó đúng rồi đó. Dân giọng ngủ. Dân giọng ngủ. Đúng rồi. Thằng này thằng đá gà cũng sao nó chào. Mình sẽ dân thiên la đi dọc xong đi rồi. Đi qua
Sao mày chó? Mày khinh nó lại coi. Chó đi. Con chú nó một lần thôi nha Quy. A few moments later. Chơi đi, tao nói mày chơi đi. Chơi em chơi, để nó vui vẻ không quạo mà mày chơi, chơi đường nào nó quạo. Em có đẹp cho anh khúc này em đi ép chứ không phải em muốn chơi đi. Đi ép mà mất. Rồi đẹp trong đi. Mày đẹp. Bây giờ trong đây không đẹp không ai tính. Bây giờ trong đây là đứa nào đẹp cũng không tính chứ. Khổ mình anh mày. Mày. Đó. Mày. Mày à ông nội. Khổ mình anh mày à. Giờ khổ mình anh mày đã tin thôi đó. Anh đừng có ai nữa coi, anh liền quá à, em tính tích bây giờ. Tân không? Mày bị ép mà chứ không phải là em muốn chơi anh. Mày giả bộ mày tự quay mà mày kéo áo đi làm tao vậy. Rồi rồi. Xong rồi. Sạch. Alo. Nghe nè. Đang đâu anh? Dạ chứ đâu. Rảnh không? Ông nội đi xuống hầm tí bây giờ à. Có đâu có em như thế này nè, xuống này vừa nhiều lắm, dưới đây bảy vừa út mới xin rồi, xin rồi, xin chú út rồi. Có em như này nè với Ly á, em Ly ông Cành Khanh nè, xuống đây bảy vừa. Dạ dạ dạ. Chó này không có sự sống mày chặt. Đặt chiêu dò mày. Thôi. Ai? Chị Khi còn trùng không á? Trùng không, trùng không. Không, chị Khi. Trùng khinh. Trùng khốn. Trùng khốn. Anh nói mới được, anh nói khốn khốn. Trùng khốn. Là khốn. Bỏ dép ra luôn rồi. Trời không, bỏ dép ra, không bỏ dép ra. Rồi trời, rủ lộn một trời, rủ què quánh trời. Bỏ giáp luôn đi, bỏ giáp đi cưng. Em ăn vô. Lắc đầm á. Không. Bẻ đi, mày bẻ đi. Bẻ này nè, này có trái nè. Lì đi anh. A few minutes later. Ba ơi, ba. Thì tao, mày thiếu tao về hứa 3 ngày. Thì bữa nay, ngày thứ 3, ba. Thiếu mà. Thì buổi tối mình cũng phải dĩ cho tao. Mày không chỉ như này, tối đường nào. Thì tao hứa ông 3 ngày nội, trong vòng 3 ngày tao xây tiền tao trả không được thôi. Bữa nay 3 ngày nè. Bữa nay 3 ngày, giờ này tao không chuyển, tối tao chuyển. Tối chuyển gì, giờ này không chuyển, giờ này tối làm ăn ai mà tối chuyển. Cái gì hả? Ba ơi, tao tui nói này nè. Tui sáng tui chuyển, trưa tui chuyển, chiều tui chuyển, rồi tối tui xây tiền. Cách sao tui hứa ông 3 ngày, rồi 3 ngày tao trả cho. Tao nói mày làm ăn á, ai mà chuyển tiền buổi tối. Bắt mới gì chuyển được tiền được buổi tối. Tôi miễn sao tôi trả đủ cho ông 80 thôi. Mà làm ăn á, mày chuyển buổi tối là làm ăn của lên. Ừ, là chợ ba tôi đây tôi cũng làm ăn vậy. Mày tôi không gài, tôi không gài nên tôi mua bán được thôi. Tôi mua bán được là tôi có được trả cho ông gài rồi. Mày bán cái gì luôn nữa. Mày bán không được, tao biết bán được rồi, tao nói tôi nguyên trước rồi. À, đây tôi mua bán được chứ không phải tôi mua bán được. Thí dụ em mua bán được là em chỉ cho anh cái gập rồi, bữa ngày trước rồi. Em mua bán được em mới hẹn anh ra 3 ngày để tối miễn sao em xây tiền được em trả cho anh thôi. Chứ không phải là tôi không trả đâu. Rồi, chỉ là trả chậm thôi, tôi không phải tôi không trả. Mày chưa lấy cái thằng con béo vô mày, mày đắp vô trả rồi đi. Đó, thằng con béo rồi để cho thằng con béo kia bắt tới, tôi lấy cái thằng của nó bắt công luôn luôn không? Hùng với nhau, hùng với nhau thì mày kêu nó đưa cái thằng của nó cho mày đi, đưa tao. Rồi. Chừng nữa mày mượn lại giải. Còn mày thắt hứa lần sau mày mượn được nữa. Tôi không có thắt hứa, đây nè, tôi hứa với ông là 3 ngày là trong vòng 3 ngày tôi trả. Rồi, mua bán bằng ăn không được thì tôi mới hứa. Kêu tôi xuống đây á, để giờ tôi uống. Ta chưa kịp uống nữa, ta uống cái này nè. Ta uống ba cái quần què này hay gì. Chưa kịp bé giờ, đang bây giờ cái ông quen ăn, ông nhắc vụ thiếu ông 80 triệu, bây giờ trả liền cho. Nghe nè, mày đâu đây. Chứ nay bé vô, chứ thấy ảnh nè. Hồi chưa có cái kia đâu, ngủ với cái kia chưa. Đang xuống đó. Rồi nè, tới là xong hỏi cho mình vấn đề đó, nhớ là thứ hai này, chị hai má. Nó mượn tiền anh, ừ. Hứa 3 ngày trả. Đúng rồi. Xong rồi nói đứa béo làm có tiền, nhưng mà nó không chịu trả cho anh. Mày làm có tiền chưa? Ông gài mua quán có được đó, ông gài đơn đưa đi hoàn về, đơn đưa đi hoàn về không à. Rồi hẹn hứa ông 3 ngày, mà trong ngày bữa nay ngày thứ 3 là trong ngày nay tôi chuyển cho ông thôi. Mà chuyện bơm hàng chuyện cắt là thường tình, không cảnh bị bơm hàng nào, ông phải hiểu cho nó đi, chứ để tội nghiệp nó. Mà bây giờ anh có vốn trả cho khách ta cắt hứa rồi gì nữa, sao làm ăn với người ta được. Ông nữa đi, còn nữa trả sao. Bây giờ ông đòi hết luôn, ông đòi hết trơn, trả hết trơn cái một kìa. Vậy là bên kia đòi hết hả? Đòi hết trơn luôn, mà anh thiếu luôn, lấy của nó luôn, anh vẫn thiếu. Mà thì trong miễn trong ngày hôm nay đưa cho ổng thôi. Ổng nói trong ba mình nói em hứa cho ổng là từ 2 đến 3 ngày. Bữa nay ngày thứ 3 này miễn xong nội trong ngày hôm nay làm trả cho ổng được rồi.
Mà tao hứa với người ta buổi chiều nè, mày chuyển buổi tối, tao chuyển tối chuyển người ta mắc mắc hứa mắc trên giữ người ta, mày nói sao làm ăn với người ta? Không bởi vì ông nói chuyện nó hứa trong 3 ngày chưa, chưa kịp hết 3 ngày nữa. Cái này nó hiểm đúng không? Về. Cái gì? Đây, ông làm đã, hứa, đã tôi hứa với anh là 3 ngày, để trong 3 ngày là tôi trả cho anh. Bây giờ không phải tôi để qua 3 ngày mà tôi trốn mất tiêu đi. Bây giờ chiều nè, mẹ không trả tao phải không? Bữa nay tao quyết tao đòi cho bằng được. Còn chừng là chừng nữa không mượn tao được gì nữa chứ. 80 triệu giờ này mày không có, tối làm gì mày có? Tại giờ này tôi xây tiền không được, tôi mới hẹn là tối. Để sao tôi đây, tối tôi chuyển lên cho anh thôi. Tao chắc chắn mày tối mày không có nữa, tao đòi giờ này nè. Bây giờ giờ này mày đưa tao đi, tao chỉ cho người ta liền. Đó làm ăn anh cũng biết ai có làm ăn rồi, bữa nay anh làm ăn mà anh cũng đòi như vậy. Gì vậy? Chuyện tiền bạc như đó giờ đã giao rồi, đã anh em với nhau thì cũng liên quan chuyện tiền bạc đã khó khăn rồi. Thì cũng dung nhã, anh em cũng thông cảm chút tỉnh đi, người này không có thì không có. Vậy đi, giờ để tối nếu không được thì em kiếm tiền để em gửi cho anh trước. Thì nào có thì quy trả lỡ thôi. Thôi tối không có được, giờ này mới được nè. Bây giờ mày không đưa tao, bữa nay mày khỏi về, tao nói là bữa nay mày nằm ở đây luôn. Trời ơi, anh dễ ăn quá anh Cảnh ơi, anh Cảnh. Nó đây cũng 20 mấy, gần 30 tuổi rồi, cũng dễ ăn quá anh Cảnh ơi. Nó em muốn anh nói chuyện gì đâu có được. Tại tội nghiệp nó thì tụi chị nó nổi. Bây giờ không có tiền tự nó trả cho. Tao cho mày khoảng 10 phút rồi đó, mày có mày đưa tao. Chứ giờ này mày hứa tối, giờ này mày không có tối sao mày có? Đó, tôi hứa với anh uy tín là 3 ngày, nó trong 3 ngày nó trả cho anh thôi. Chưa gì anh lỡ anh rồi. Đang bẻ vợ đây đưa vậy anh đòi rồi. Sao không? Chứ giờ này mày hứa tao, giờ này mày không có, đường nào tới mày có mà mày nói gì quay. Anh ba nói chuyện nhân chừng, tôi hứa trong 3 ngày mới sao trong 3 ngày tôi trả cho anh thôi. Chứ khi nào mà nhảy qua ngày thứ tư tôi cũng trả đi rồi nó nói. Đó, bây giờ đó, cãi rồi còn cãi rồi. Quan trọng là hai bên được cái gì. Tiền đó thì nói với bên kia thì được cũng thẳng mình trả thôi. Anh em thì gom mình chút đỉnh thì trả đỡ cho anh, không nói lẽ người ta ép buộc tôi cùng. Gì đó, cái cả em nói với ổng nãy rồi, em nói đây có gì không được thì em gỡ cho anh phần nữa trước. Ở đâu ổng không chịu, ổng kêu một nó trả cho ổng hết. Tao nói bây giờ mày đưa tao không? Giờ không có lấy gì tôi đưa cho ổng. Mày không đưa cái gì? Không có lấy gì tôi đưa cho ổng. Muốn sao? Trời ơi, cái này dễ ăn quá anh Cảnh ơi, anh Cảnh. Nè, biết chưa? Nó dễ ăn lắm. Mày nói tao hù mẹ vậy. Trời ơi, cái này tôi đưa con ngán ngay hết anh Cảnh. Tôi nói giờ tôi chưa con ngán ngay chừng á. Bây giờ nó mày nói tao hù mày phải không? Sao? Rồi sao? Nè, thử đi. Thôi mà. Coi chừng mẹ tao đó. Ông cũng tiền, đã nhỏ có tiền thôi, ông cũng lâu làm được, ông đem cầm dao cũng chừng. Nó sai rồi mà. Biết là sai của anh em hết trơn, nhất thiết phải làm gì không? Ông dẹp cái dao vô đi. Biết tính tao đóng rồi. Đã tôi hứa với anh trong 3 ngày, mấy sao trong 3 ngày tôi giải cho anh thôi, chừng nào qua ngày thứ tư tôi không trả đi. Tính gà sớm, tính gà đó giờ tôi quen ông á. Cái tính cách này phải của ông đâu ông Cảnh. Tính cách này tính cách của ai á, ai dựa ông đó. Anh em không có dụ cái cảnh này đâu. Bây giờ bữa nay anh hứa với ông là 3 ngày, mấy sao trong 3 ngày em trả cho anh thôi, em trả cho anh đủ số luôn. Mày trả không? Chứ giờ không có đi cũng trả. Mày trả không? Trời ơi, ở đây tôi ngán anh lắm nè anh Cảnh. Ủa là trời, tôi sợ mẹ vậy. Ké vô đây nè. Ông ké vô. Làm gì? Ông làm gì? Chuyện đi. Ké ra. Ai kêu chậm lắm tao. Chậm lắm không? Đẩy ra. Đâu rồi? Đâu rồi? Không rơi đi, chờ. Đâu? Trời. Quy Hương. Quy Hương, Cảnh Hương. Cây máu rồi nè trời. Đi đi chạy em đi. Đi khỏi không? Đi sao ẩm em đi. Máu quá trời máu rồi. Mấy đứa ơi. Có gì đâu mà cầm máu. Nó chảy máu quá à. Chưa tiếp Quy Hương. Quy. Trời ơi là trời. Quy Hương. Quy. Quy Quy. Quy Hương. Quy. Quy. Tỉnh dậy đi em. Quy Hương. Quy. Cả cuộc đời này anh không tha thứ cho bản thân mình vì đánh mất em. Một người đàn ông nhưng đang tan khóc như một đứa trẻ. Đứng dậy đi
Quy Anh. Má. Đi đâu? Đi đâu? Đi nãy bị cảnh năm nãy đó. Quay đâm đâu chợ. Con Ly kìa. Chợ đi 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 chợ. Con Ly kìa, sao lưng kìa? Nó nằm nó chết bây giờ nè. Đó kìa, sao lưng kìa. Sao vậy? Bị đâm hả? Đâm lỗ mà đâu. Có đâm gì đâu. Tính ra có biết gì đâu. Ai đâm vậy? Gọi đâu đâm hả? Gì quá vậy chợ? Ông đâm gì vậy? Đâm gì vậy? Tao biết chơi tao rồi. Đâm gì vậy? Đâm gì vậy? Trời ơi, trời ơi. 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 Cảnh nó đâm ổng đâm con Ly test được khỏi mai luôn. Cái mặt gì đâm trời, cái mặt gì mà đâm á. Mấy bạn ơi, ổng đâm nha, đâm mạnh lắm á, đâm test được khỏi mai. Bạn đâm xong tao chạy đi. Rồi rồi mày xong rồi mấy bạn hết mẹ mày ơi, mấy bạn thấy hai like và subscribe cho Hải Ly nha. Thấy hai rõ ràng nghe, thấy hai luôn rõ ràng. Mấy cha này bắt lỗi bắt phải tôi đập camera luôn giờ. Hai phải rồi. Mấy bạn nghe, mấy bạn nghe, nếu thấy hay để được like, một subscribe cho anh em mình nha. Bye bye.